Xin chào các bạn, trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn một số thao tác cơ bản khi gặp lỗi trong quá trình sử dụng trình duyệt Cốc Cốc. Các thao tác này đều rất đơn giản, các bạn có thể dễ dàng thực hiện để kiểm tra nguyên nhân và tìm cách khắc phục lỗi. Việc đầu tiên khi gặp lỗi là kiểm tra lại máy tính của bạn. Bạn hãy mở các trình duyệt khác có trong máy tính của mình để xem các trình duyệt đó có gặp vấn đề tương tự hay không. Như ở máy mình có cài thêm trình duyệt khác, mình sẽ mở lên để so sánh. Nếu các trình duyệt của bạn gặp chung một vấn đề thì nguyên nhân chính là do máy tính của bạn. Có thể máy tính của bạn đã bị nhiễm virus hoặc lỗi phần mềm nào đó, hoặc cũng có thể là lỗi Win. Khi đó tốt nhất bạn nên nhờ người sửa giúp hoặc mang máy tính đến những cửa hàng uy tín để sửa chữa. Còn nếu chỉ trình duyệt Cốc Cốc gặp vấn đề này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn các thao tác thông báo lỗi. Lúc này có hai việc bạn cần làm, đó là chụp ảnh màn hình và xem phiên bản trình duyệt Cốc Cốc mà bạn đang sử dụng để báo cho người quản trị Cốc Cốc về vấn đề của bạn. Thao tác đầu tiên là chụp ảnh màn hình. Bạn hãy làm theo những bước sau. Bước thứ nhất, bấm phím Print Screen trên bàn phím để chụp ảnh màn hình khi có lỗi. Như các bạn có thể thấy trên video, đây chính là vị trí của phím Print Screen trên bàn phím máy tính để bàn. Còn đây là vị trí trên bàn phím của laptop. Bước 2, mở phần mềm Paint trong máy tính của bạn. Nếu bạn dùng Win 7, hãy bấm nút Start ở góc màn hình rồi gõ vào ô tìm kiếm từ Paint. Phần mềm Paint hiện ra và bạn mở Paint lên. Còn nếu bạn đang dùng Win XP thì sẽ không có ô tìm kiếm. Nhưng về cơ bản, Win XP khá giống Win 7, bạn chỉ cần bấm nút Start. Chọn Accessories, rồi chọn Paint. Đối với Win 8, bạn hãy di chuột xuống góc dưới bên phải của màn hình, kích chuột vào icon tìm kiếm rồi gõ Paint, rồi mở Paint lên. Bước thứ 3, khi mở được Paint lên, bạn hãy bấm tổ hợp phím Ctrl-V để dán ảnh vừa chụp vào màn hình Paint. Bước thứ 4, bạn hãy bấm tổ hợp phím Ctrl-S để lưu ảnh ra ngoài desktop dưới định dạng PNG hoặc JPEG. Bước 5, bạn nén ảnh lại bằng cách kích chuột phải vào ảnh vừa lưu. Chọn Send to. Compress Folder. Bước thứ 6, bạn hãy lên fanpage trình duyệt Cốc Cốc ở địa chỉ www.facebook.com/cốc-cốc-trình-duyệt. Sau đó bạn hãy gửi tin nhắn inbox thông báo lỗi cho admin. Và bạn đừng quên đính kèm file ảnh vừa nén cho admin xem nhé. Thao tác thứ hai là kiểm tra phiên bản trình duyệt. Bạn hãy làm theo các bước. Bước thứ nhất, mở trình duyệt Cốc Cốc. Bước thứ hai, kích chuột vào logo Cốc Cốc, chọn mục Giới thiệu về Cốc Cốc. Như bạn thấy trên màn hình, đây chính là phiên bản của trình duyệt Cốc Cốc mà hiện tại bạn đang sử dụng. Bạn hãy copy dòng này và gửi cho admin. Đối với trường hợp bạn không thể mở trình duyệt Cốc Cốc vì bị lỗi, bạn hãy bấm tổ hợp phím Windows R để mở chương trình Run. Sau đó bạn hãy copy dòng lệnh như trên video bạn đang thấy, rồi paste vào ô Run và nhấn nút OK. Tiếp theo, bạn mở thư mục Browser, Application. Ở đây ta nhìn thấy các thư mục phiên bản trình duyệt. Tên thư mục có đuôi lớn hơn chính là tên phiên bản trình duyệt hiện tại bạn đang sử dụng. Bạn hãy copy tên thư mục này và gửi cho admin. Vậy là mình vừa hướng dẫn các bạn một số thao tác cơ bản khi gặp lỗi trong quá trình sử dụng trình duyệt Cốc Cốc rồi. Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ và tích cực phản hồi. Chúc các bạn có những trải nghiệm thú vị cùng Cốc Cốc.